cho quái tử vào, không cần phải đưa vào đâu. Em hết giận anh rồi à? Anh ơi, đây là chỗ quen biết cho nên mới được rẻ thế này đấy. Bình thường những chỗ khác em vay toàn 60-65% thôi. Mình vay không thế chấp thì phải chấp nhận thôi anh. Nhưng mà lấy đâu ra tiền để trả tiền lãi bây giờ? Thì đây đây, em cũng đi kiếm tiền đóng lãi cho anh cơ mà. Anh cố gắng gồng vài hôm. Này, cô Lan của em đẹp lắm anh ạ. Không sớm đi muộn có người bế đi thôi. Gồng là gồng thế nào? Lãi cắt cổ thế này tao không vay đâu. Thôi thôi thôi. Anh ơi, ngồi đây hơn 500 nghìn một ngày làm gì anh căng đấy nhỉ? Vấn đề là giải quyết tình thế trong bà già trong hôm nay. Nếu không nha, đường về quê của anh càng ngày càng xa đấy. Tôi xin lỗi nhé. Nói thật là hôm đấy tôi say quá. Với lại tôi cứ nghĩ là ông bịa chuyện con gái tôi cơ. Tôi thành thật xin lỗi đấy. Tôi không sao. Chuyện hôm nọ tôi cũng hơi nóng tính. Thế tốt quá. Này, xem được chưa? Ôi, thế này thì tốt quá rồi. Thôi tôi xin phép tôi về nhé. Thôi, về làm gì? Đang hay mà, ở lại có hết trận rồi về. Thôi, tôi phải mang cái giấy này về, nếu không tôi không xem bóng đá yên đâu. Có công nghệ 4.0 rồi, chụp một cái rồi gửi về là xong, có gì đâu. Chuẩn. Đây. Đây. Số của ông đúng không? À, đúng rồi. Đấy. Chụp lại. Đây, này, cô tôi nhắn gửi này. Rồi này, gửi xong rồi nha.